Xin chào mọi người. Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Nam Ma Architect. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho mọi người trình bày một cái file AutoCAD, trình bày một cái mặt bằng bằng ứng dụng layout. Thì đây là các cái mặt bằng mà tôi đã chuẩn bị. Đây là một cái dự án mà tôi đang thực hiện. Thì đầu tiên khi mà mọi người vẽ được một cái mặt bằng như thế này rồi, để vẽ sang layout, thì bên layout là tôi đã có sẵn một số cái bản vẽ như này đây. Một số cái khung tên như thế này. Đây là cái ISO mà cơ sở mà của công ty mà tôi hay dùng. Đấy, thì đây là một cái khung tên. Khung tên này là kích thước thực tế của một cái tờ giấy. Thì tôi sẽ nói qua cái phần này. Ví dụ như tạo một khung tên. Thế này mình có thể vẽ một cái hình chữ nhật RGB đúng không? Sau đó thì nhập kích thước của hình chữ nhật chính là khung tên. Ví dụ đây tôi tạo khung tên A3 là 420 x 297. Thì đây chính là cái khung tên A3 này. Đấy, kích thước nó bằng cái này luôn. Thước bằng này đúng không? Thì đây chính là khung tên của tôi. Có block. Bây giờ để đưa được cái mặt bằng này sang bên phía layout thì tôi sẽ làm như sau. Thì qua đây tôi sẽ giới thiệu một chút khái niệm layout là cái gì để cho mọi người dễ dàng hình dung. Layout là các cái hệ thống mà để mình trình bày bản vẽ theo đúng cái tỷ lệ. Mình hiểu đơn giản là các cái mặt bằng, các cái trang giấy, mỗi một cái layout nó như kiểu một cái trang giấy ấy. Mình hiểu đơn giản như thế cho nó dễ để mình trình bày các cái bản vẽ mà mình đã vẽ được ở bên phần model này. Đấy, đơn giản là như vậy thôi. Tức là nó sẽ có hai cách để trình bày. Thì một bản vẽ một thường thông thường là người ta hay dùng bản vẽ hay dùng cách trình bày ở bên model thì phải sử dụng một cái hệ khung tên rất là nhiều khung tên như thế này theo từng tỷ lệ, ví dụ A3 1/100 này, 1/90, 1/80 đấy, rất là nhiều như thế này đến 1/5. Tuy nhiên thì trên layout thì tôi chỉ sử dụng duy nhất một kích thước khung tên này thôi, không cần phải nhiều khung tên như thế này. Đấy là cái sự khác biệt giữa layout và model. Có một cái điểm nữa là layout thì nó giúp cho mình trình bày bản vẽ mà nó không bị vướng vào phần model. Ví dụ bên model này mình chỉ vẽ những hình đơn giản thế này thôi. Còn bên layout thì mình sẽ trình bày và mình đim này, rồi mình ghi chú rất là chi tiết, nó không hề ảnh hưởng gì đến bên layout, bên model. Và một cái nữa là với một hình vẽ này mình có thể trích xuất bằng nhiều tỷ lệ khác nhau. Mình ghi chú, mình phóng to với nhiều tỷ lệ trình bày khác nhau trên layout. Đây là một số cái khác biệt và ưu nhược điểm của layout và ưu điểm của layout. Còn đấy thì gần như tôi thấy layout nó cũng không có nhiều nhược điểm lắm. Tôi khuyên mọi người nên chuyển sang dùng layout. Quay trở lại với cách dùng layout thì tôi sẽ hướng dẫn như sau. Đây là một khung tên để đưa một cái đối tượng của bên model sang đây. Mình sẽ gọi lệnh MV. MV đây là viết tắt của lệnh MView. Tức là model, nó là model view. Sau đó thì MV Enter này. Kích một điểm, tôi sẽ khoanh một cái ô từ đây đến đây. Nó như vẽ hình chữ nhật thôi. Này thì nó sẽ zoom được cái phần model vào đây. Sau đó mình kích đục chuột vào trong cái ô này, trong cái ô mà mình vừa vẽ. Và mình zoom lên, lúc này mình có thể zoom được. Thì ở phía dưới này này, nó sẽ báo cái tỷ lệ cho mọi người. Nó sẽ báo cho mình cái tỷ lệ ở đây. Đây chính là cái khu vực tỷ lệ này. Thì tôi kích vào đây
chọn cái tỷ lệ, dụ mình sẽ chọn tỷ lệ 1 trên 60. Đây, nó sẽ tương ứng thế này. Với cái mặt bằng mà nó dài như thế này, như một cái nhà đồ phố, tỷ lệ này có thể bố trí được hai mặt bằng. Tôi cứ để tạm tỷ lệ 1 trên 60 này. Bây giờ muốn thoát khỏi cái ở trong này thì mình có thể đưa chuột ra đây kích đúp, hoặc là mình gõ lệnh PS thì nó sẽ thoát lệnh, thoát cái chế độ chọn. Tôi sẽ sửa từ setup bằng việc là chia đôi tỷ lệ 1 trên 65 này, có lẽ là sẽ phù hợp hơn. Khóa lại này, đây là cái ký hiệu của cái khóa. Khóa này tác dụng là khi mình di chuột ở trong này thì nó sẽ không bị dịch chuyển cái vùng đối tượng này. Bàn để căn chỉnh vị trí cho phù hợp, sau đó mình khóa lại. Khóa lại thì mình sẽ zoom được cả phần layout và phần model luôn. Còn khi các bạn không khóa lại thì mình zoom là nó sẽ mất tỷ lệ của mình đặt cài đặt ở đây. Tiếp theo là khi sau khi mà đã tạo được một cái vùng layout như thế này, tôi sẽ copy nó xuống. Copy chọn vào cái khung MV này. Copy xuống đây. Thì ta sẽ có một cái nữa. Sẽ có thêm một cái khung MV nữa. Nó sẽ có hai khung. Đây là hai khung khác biệt nhau. Này, tôi đang trình bày theo hướng là một một tờ giấy này chia đôi mặt bằng tầng 1, mặt bằng tầng 2 ở liền đây. Ví dụ nhá, đây là cái khung khung tên, khung mà đặt tên của bản vẽ. Tôi sẽ sửa lại là đặt tên, ví dụ như là mặt bằng tầng 1. Ok. Cắt đến đây đi. Copy xuống đây. Mặt bằng tầng 2. Ok. Nhưng vấn đề ở đây là cả hai cái MV này nó đang thể hiện cùng một cái hình, đó là tầng 1. Tôi chuyển sang tầng 2. Đây là tầng 1 này, tầng 2 này. Tôi sẽ làm như sau. Tôi sẽ chọn vào cái khung MV của tôi. Cầm cái này kéo rộng ra. Cầm cái khung MV, cầm điểm này, kéo rộng cái khung MV ra. Thì mình sẽ nhìn thấy tầng 2 đây đúng không? Sau đó tôi dùng lệnh M Enter. Chọn một điểm, ví dụ điểm tim của trục này. Tôi cầm, tôi di chuyển đến để cho trùng vào điểm này. Thì lúc đấy nó sẽ dịch chuyển cái khung MV lên và mình sẽ co lại, co nhỏ khung MV lại như thế này. Thế là mình sẽ có tầng 1, tầng 2. Đúng không? Tiếp theo là tôi sẽ trình bày cái phần dụ kích đúp vào trong này. Mình sẽ thấy là cái tỷ lệ hiển thị của cái led đứt trong này chưa được chuẩn. Mình sẽ gõ lệnh RE cho nó căn chỉnh lại xem chuẩn chưa. Đây là cái ký hiệu của đánh dấu trục
Đấy. Mình sẽ copy nó ra. Sau đó chọn các trục này. Copy lên phía bên trên. Quay xuống. Cái đây là cái khung MV này thì cái nét trục này nó sẽ bị cắt qua cái chữ số này, chính vì vậy là có thể tôi sẽ đưa cái khung MV nhỏ vào đây, khung MV còn lại vào đây, thì khi mà mình in ra, nếu mà mình để cái nét nội thất này mình in ra, mình sẽ thấy được cái khung MV này. Tôi sẽ thử luôn, Ctrl P. Đây là mình sẽ nhìn thấy cái khung nét này đúng không? Chính vì vậy mà cái nét đấy tôi sẽ ẩn nó đi bằng cách là chuyển layer sang diffuse deploy, xin lỗi không phải diffuse mà deploy, mà cái này vào đây. Ok, đây mình sẽ tạo ra cái trục dọc này. Khung MV cho nhỏ vào đây. Cái này là A đúng không? B. Ok. Tiếp theo, bây giờ tôi muốn copy cái lưới trục này xuống dưới, chọn tất cả này. Một cái lưu ý là mình muốn đồng bộ tất cả thì mình sẽ chọn khi mà mình thay đổi để về sau mà các bạn sửa lại mặt bằng này, sửa lại lưới trục hay gì đấy, nó chỉ có mất công sửa một lần thôi, thì mình sẽ đóng băng, mình sẽ đóng block cái lưới trục này lại. Bấm Enter đúng không? Đặt tên là đây lưới trục chẳng hạn nhé. Đặt tên bất cứ là cái gì cũng được cho dễ nhớ. Và cái điểm điểm pick point này, này, cái điểm gốc của block này sẽ nằm ở gốc này. Ok. Đấy. Sau khi mình copy xuống dưới này. Khi copy ấy, có thể copy là đặt điểm từ cái trục này xuống đây đó, hoặc là bởi vì mình đã chia đôi, cái này mình phải tính toán từ trước. Nếu mình đã chia đôi cái khung MV này thì mình sẽ tính toán làm sao để đặt điểm đúng vào đây. Đấy, như tôi đã ban nãy đã chia đôi, khi mà khung MV đẩy xuống nó sẽ bắt điểm chính xác đây. Chính vì thế mà cái khung bảo vệ mình phải chuyển xuống dưới. Như thế này. Tại vì làm như này nó sẽ rất là chính xác. Hơn nữa là sau này khi mình thay đổi, mình chỉ thay đổi một lần thôi. Chỉnh sửa duy nhất cái block đấy. Ok.
Và lưu ý là khi mà mình vẽ layout thì các bạn lưu ý là nên để cái LTS này đơn vị là một hoặc hai thôi nhé. Đấy, mặc, ví dụ tôi thì mặc định là một này, thì cái điểm này nó, tôi thử Ctrl P để view lên. Đấy, thấy là cái này nó theo mắt mình thôi, cảm thấy hơi nhỏ thì mình cho nó rộng ra một chút. LTS là 2, đơn vị nhỏ thôi thì nó sẽ vừa. Tiếp theo là tôi sẽ trình bày đến cái phần dim. Dim thì ở đây tôi có hệ thống dim dành cho cả layout và model. Thông thường là tôi sẽ chỉ sử dụng cái phần dim của layout mà thôi. Dim mà. Cái phần này như ví dụ như cái dự án này tôi làm thì ở cái nhiệm vụ chính là cải tạo nội thất chứ không phải thiết kế cả một ngôi nhà, vì vậy mà tôi sẽ chú ý vào cái dim nội thất nhiều hơn. Cái dim kiến trúc ở ngoài này thì tôi chỉ dim hai đường là đường trục và đường tổng thể mà thôi. Dim duy nhất hai đường, đây là đường tổng thể và đường và cũng không cần phải dim nhiều, dim chỉ cần dim ở hai cạnh. Các bạn trình bày làm sao cho nó tiện để mình có thể có các cái vị trí để mình ghi chú nữa, ví dụ như này. Cái này nó số nó hơi lẻ, có thể là trong quá trình vẽ hoặc là do cái bản hiện trạng nó có vấn đề, nhưng cũng không sao cả, mình không quan tâm đến cái kích thước bên ngoài bởi vì người ta đã xây xong rồi. Rồi thì tôi chỉ đi kích thước tổng ở cạnh trên, cạnh cạnh và cạnh cạnh bên trên và cạnh bên tay trái thôi. Còn phía bên này để mình dành cho các cái ghi chú hoặc là những cái đim khác, cái gì đấy mà mình cần lưu ý trong nội thất và không cần phải đi nhiều cho nó rối bản vẽ. Tôi sẽ đi các cái phần trong nội thất. Đấy, ví dụ như là đây là một cái vách gỗ này, một cái vách trang trí đây, thì mình sẽ đi đấy. Cái số này nó hơi lẻ, có thể mình sẽ sửa lại số bằng cách là một là mình chỉnh số đây lẻ, có lẽ là do cái này. Đấy, một cạnh, một là mình sẽ chỉnh số, hai là mình sẽ chỉnh lại bên model. Thì khi mình có thể mình quay lại bên model này, mình sẽ chỉnh lại sát vào đây. Đấy, nó sẽ tự động update theo. Mình có thể ghi chú. Để ghi chú thì tôi sẽ sử dụng các cái đường ghi chú này. Đấy, hoặc là tạo ra một cái đường ghi chú khác bằng lệnh là LE này. Thông thường thì tôi hay ghi chú trong nội thất này, tôi hay ghi chú như thế này, LE Enter này. Sau đó thì tôi kích vào cái phần setting hoặc là gõ lệnh S Enter này, thì nó hiện ra một cái bảng như thế này và tôi sẽ cài đặt ghi chú trong nội thất. Tôi sẽ chọn chế độ SPLine và chọn là cái lệnh Close là mũi tên kiểu này. Ví dụ đây là vách gỗ trang trí, mình chỉ ghi ngắn gọn là vách gỗ thôi. Sau đó thì mình gặp chỗ tư, mình thuyết minh thêm đấy và kết hợp chém gió và kết hợp thuyết minh và hình ảnh thì nó sẽ ra được, nó sẽ thuyết phục hơn, vì đơn giản thôi.
hoặc không ghi thế này có thể các bạn ghi theo kiểu ký hiệu cũng được, ký hiệu là V01, V02 gì đấy khi mà mình bổ chi tiết. Đấy, thì đây là ví dụ tôi sẽ ghi chú, ví dụ đây là vách kệ tivi chẳng hạn, kệ tivi. Ghi chú một loạt ta như vậy. Cái này thì có thể ghi trực tiếp lên bàn cũng được, bàn ăn hoặc là gì đấy, tức là những cái nào mình cảm thấy quan trọng thì mình ghi chú. Ví dụ đây là một cái tiểu cảnh, đấy tiểu cảnh thì mình cảm thấy quan trọng thì mình ghi. Tiểu cảnh này, tiếp tục đi này. Cái chỗ này thì hiện tại tôi đang để bằng bằng phẳng giữa khu gara và khu phòng khách này, bởi vì đang thống nhất với chủ nhà là mình sẽ để cốt ở đây, bởi vì chủ nhà người ta muốn cả không gian phòng khách này là một phòng liền, sau này có thể tổ chức cái bữa cơm ngày Tết hoặc là gì đấy mà có thể ngồi được nhiều người, thì hiện tại đang tạm để cái cốt ở đây. Đấy, thì tôi vẫn cứ để đây, sau này khi mà thống nhất lại phương án thì tôi muốn chuyển ở đây để cho cái khu vực gara và phòng khách này nó tách biệt và nó sạch sẽ hơn. Phòng khách và bếp này nó sẽ liền, nó không bị lưng cốt, chỉ có cốt nâng ở đây thôi. Thì giữa khu vực để xe này và phủ trên này nó sạch sẽ, nó không bẩn. Đây là sofa, nhìn kích thước của một bộ sofa dụng như thế. Đấy, như thế này là có thể tính được khối lượng, thậm chí là khi mà vẽ phương án xong, chốt phương án mặt bằng là các bạn có thể báo được giá luôn, không cần phải 3D. Tất nhiên là vẫn phải cần có 3D, nhưng mà nhiều như bây giờ nhiều chủ nhà ấy, là người ta sẽ thích cái kiểu là khi mà thiết kế xong mặt bằng sơ bộ này thì sẽ phải báo được cái giá luôn. Làm đấy, với cái thiết kế sơ bộ như thế này này thì nội thất nhà anh nhà chị hết bao nhiêu tiền. Đấy, tôi sẽ đim được kích thước thậm chí là như thế này, thậm chí là như thế này, thậm chí là ghi luôn ở đây bàn trà xong là hai chấm này, ví dụ nhé, 1200 nhân 800 nhân chiều cao bao nhiêu đấy, ví dụ 450 chẳng hạn, hoặc là 400, ví dụ như vậy nhé. Để có thể ghi, các bạn có thể ghi như vậy, ghi thẳng vào đây luôn. Đấy, những cái mà nó đặc biệt nó cần độ cao, cần hoặc là nó chi tiết gì đấy mà nó quan trọng là mình lại ghi như vậy luôn cũng được. Đây là một cái đôn. Đấy, đây là đồ dài. Đấy, cái đôn này, ba cái đôn này giống nhau cho nên là mình chỉ cần đi một cái thôi, đi như thế này sẽ gọn hơn này. Đấy, nó sẽ gọn gàng hơn, không bị chìa ra ngoài. Kệ tivi này, đấy, kệ tivi thì đo đi một khoảng cách xem là nó từ đây ra đến đây là bao nhiêu. Đấy, chỗ này bị rồi đúng không, trình bày lại chốt này, có thể ghi vào đây luôn. Đấy, ví dụ này đưa cái text này xuống đây để TV này, thậm chí là ví dụ như là
Giả sử như cái vách này các bạn, vách đằng sau cái tivi này có trang trí gì không, như thế nào đấy, mình ý đồ là gì, mình có thể ghi chú vào đây luôn. Hay thì người ta nhìn, người ta hiểu cái bố trí của mình. Đây chỉ là cái gọi là bố trí phương án để đi gặp chủ tư. Đây là lối đi như này để biết đường giao thông. Ở đây thì nhà này đang hiện trạng đang xây thô xung quanh này, chưa chát một tí nào cả, mà chỉ có cầu thang, cũng chưa có nhà vệ sinh, chưa có một cái gì cả. Các tầng trên này cũng chưa xây các tường ngăn này luôn. Đây là tình trạng chung của hầu hết các cái nhà ở mà các khu đô thị bây giờ người ta xây thô, người ta bán. Chính vì vậy mà ở đây tôi có thêm một cái bức tường ở đây, thêm một cái bức tường đây, có thể là trang trí hoặc gì đó. Bởi vì theo cái ý đồ thiết kế của mình ấy, mọi người có thể thêm cái gì đó đi, ví dụ như là một cái vách hoặc một cái tường xây thêm vào đây để cho nó không bị cảm giác là cái nhà của mình nó bị lồi các cái cột này ra này, cái cột này nó lồi ra, nó cứ bị rích rắc ấy. Đây cũng cột lồi này, cứ lồi ra xong lại lõm vào nhìn nó rất là khó chịu đúng không? Thì chỗ cầu thang này để nó bớt cảm giác cái đi, tôi bổ sung thêm một cái mảng tường vào đây. Đây thì mình có thể ghi chú cái mảng tường ấy luôn. Đây để mình cái việc ghi chú này nó có hai cái ưu điểm. Thứ nhất là để mình nhớ được cái ý tưởng, để khi mà mình gặp khách hàng ấy, mình có thể mô tả cho họ luôn là đây, và mình không bị quên khi mình thuyết minh, không bị quên. Và cái thứ hai là người ta nhìn thấy cái cách trình bày của mình nó sẽ đầy đủ, thì người ta sẽ đánh giá là mình gọi là mình chăm chút hơn và chuyên nghiệp hơn trong cái việc là làm việc về phương án thiết kế của ngôi nhà của họ. Đây là cái tiểu cảnh. Cái tiểu cảnh này thì tôi sẽ mình có thể hack thêm hoặc là thế nào đấy, mình tùy nhá, tùy mọi người, để thể hiện làm sao cho đẹp. Tôi đang thể hiện đơn giản, cách đơn giản nhất có thể, cách đơn giản nhất có thể. Mà thậm chí tiểu cảnh này nó không có cây như này đâu, mình chỉ đánh dấu mình để mình thể hiện như vậy thôi. Nhà vệ sinh này, đây là không gian nhà vệ sinh, nhìn kích thước vào, nhà vệ sinh rất nhỏ, rất là nhỏ. Thì ở đây tôi đang vẽ là hai cái bệt, à quên, xin lỗi, hai cái lavabo đấy. Thì như này có lẽ dùng lavabo chéo này nó sẽ tiết kiệm diện tích hơn. Thì mình phải đi, mình để lavabo gì mình phải đi vào đây, thì khi khách hàng người ta hỏi hoặc là người ta nhìn hình vẽ là biết là à khoảng cách lối đi giao thông còn lại là bao nhiêu, mình sẽ không phải trả lời nhiều. Cái hack này tôi sẽ bỏ đi. Đây là bồn cầu. Và lưu ý là trong trong cái layout này, khi các bạn vẽ xong mà cái đinh đấy quyết định là, tức là đã chốt, đã xác định vị trí cái đinh đấy, thì các bạn nên dùng lại DDA quét các cái đinh của mình để tránh cái việc là khi mình di chuyển hoặc mình chỉnh sửa các đối tượng trong model này nó sẽ bị nhảy đi. Đấy, hiện trạng của nhà này rất là dở hơi, kích thước của nó không được gọi là gọn gàng gì đâu. Cái này có thể mình chỉnh lại 700 này, số toàn là số lẻ thôi. Cái này có thể mình chỉnh lại một chút để cho số đẹp, nhưng mà thôi tạm thời như này không chỉnh lại, lúc khác có thời gian mình chỉnh sau.
Là những cái số này cũng không được đẹp lắm vì hiện trạng người ta xây dựng chặn hai hai một bốn mươi. Đây là không gian bếp này, ví dụ đây là tủ lạnh này, chiều là 1 mét này, đây là bếp nấu này. Cái này tôi sẽ đổi vị trí bếp nấu để cho phù hợp với công năng. Công năng của bếp nó sẽ như thế này: từ tủ lạnh này hoặc là đi chợ về đồ ăn có thể sẽ để đây và để sơ chế chế biến gì đấy, sau đó mang rửa ở bồn bồn rửa ở đây, sau đó chuyển qua bếp nấu phía bên này, và khi nấu nướng xong chuyển qua bàn ăn ăn uống xong thì chuyển qua đây để rửa và cất bát đi. Nó sẽ thành một cái dây chuyền khép kín như thế này. Đấy, đơn giản thế này thôi. Còn cụ thể công năng của bếp thì mình sẽ chia sau. Sẽ có một cái video nói riêng về cái công năng của bếp. Cụ thể là ngăn nào để gạo, ngăn nào để ga, ngăn nào để cái gì đấy. Để dao, để dĩa, để mâm muối, tất cả mọi thứ. Cái này số rất là lẻ. Cái này có thể chỉnh lại số cho đẹp hơn. Vì thực ra nó một vài mili này bù trừ cho nhau thì nó cũng bằng nhau, bù đi bù lại nó cũng bằng nhau cả thôi. Chênh lệch vài ly không vấn đề gì. Bàn ăn này, bàn ăn này cũng này, không hiểu cái bộ thư viện này có vấn đề gì, chắc là do bộ thư viện này có vấn đề. Ăn mình đi để cái đi ở trong bàn này cho nó gọn. Một tám năm không đi, 1850 đó. Ví dụ đây là cái cửa thoát hiểm, cửa cửa sau nhà. Cửa này thì đang khuyến cáo là sẽ mở ra nhé, không mở vào trong. Ở đây sẽ có một cái cốt này, nhà vệ sinh có một cái cốt ở bên trong. Đấy, khi mà trình bày như thế này thì quay sang bên model này, các bạn thấy nó vẫn như
không có gì cả, nó rất là gọn. Nên khi mình chuyển bản vẽ để xử lý về kết cấu hoặc xử lý về các phần khác, ví dụ điện, nước, tất cả đều trên bản đề này. Hơn nữa là ứng dụng của layout này thì mình có thể kết hợp với cả XZ rất là hay. Thì tôi sẽ giới thiệu cái phần XZ trong một cái bài tiếp theo. Đấy, thì đơn giản là như vậy. Các cái này mình cảm thấy kích thước nào mà mình cần đi, cái gì mình cần ghi chú thì mình ghi chú thêm. Ngoài ra thì ở đây mình sẽ ghi tên, ghi chú tên và diện tích của các phòng. Để ghi chú tên và diện tích các phòng, tôi dùng cái ghi chú như sau. Đây tôi có một cái ghi chú như thế này. Chú tên và diện tích phòng. Ok, cái này dùng được. Có lẽ cái này hơi to. Scale nhỏ lại một chút. Code nhá, ghi chú code ở đây luôn được nhá. Diện tích này. Diện tích mình có thể dim, mình có thể đo. Căn chân 1 để xem diện tích 20,5 m này. PS 20,5. Ví dụ thế, code 00 này. Không gian bếp ăn này. Mười tám phẩy sáu mét này. Đưa vệ sinh này thì vệ sinh này hơi chật, không ghi chú chỗ đấy được. Tôi nghĩ không cần ghi chú vệ sinh này đâu, nhìn là biết đấy là vệ sinh rồi. Sáu phẩy năm. Ok. Thử view lên xem. Cái nét này hơi bị động này, chỉnh lại nét một chút. Khung này chuyển sang nét khác cho nhà thôi. Hay thôi, nếu muốn chuyển sang nét hack này, vấn đề nét này, vấn đề nét anode, tôi sẽ chuyển màu thôi, chuyển màu sắc của layer 252. Ok.
Việt ăn 18,6 này. Cốt thì phải cao lên đúng không? 150 này. Đấy, cao lên một bậc. Còn đây là ngoài. Chỗ này là lối vào. Lối vào nhà này. Ok. Cầu thang thì không cần phải đánh số. Nếu mà thiết kế kiến trúc mới có thể đánh số, nhưng mà đây là bảng này, cải tạo nội thất chắc không cần phải đánh số đâu. Mình thể hiện làm sao cho đơn giản nhất có thể. Ok. Tương tự với các cái tầng ở dưới này, tầng phòng ngủ này cũng làm như vậy. View nó lên. Đây là tôi vừa hướng dẫn công cụ mà vừa để vẽ cái nhà này, cho nên nó sẽ có nhiều cái mà khi mà vẽ đâu mà tôi sẽ chia sẻ cái quan điểm cũng như là cái công năng của một cái ngôi nhà như thế này để các bạn hiểu luôn. À, trong cái công cụ về phần bây giờ quay trở lại, tôi sẽ nói thêm về cái công cụ của layout. Ví dụ ở đây khi mà tôi vẽ xong tầng 1 tầng 2 nhé, bằng tầng 1 tầng 2 này, tôi sẽ sửa tên là bằng tầng 1 tầng 2. Ok. Cái này đang bị chèn lên đây. Tôi sẽ scale nó nhỏ lại một chút để cho khỏi chèn. 0,95. Ok. Mặt bằng tầng 1, tầng 2 này. Để khi mà vẽ xong một cái tầng như thế này, tôi copy ra, thậm chí đi này nha, các bạn cũng thể đi này, các bạn cũng thể đóng block lại. Với thiết kế kiến trúc mà cái nhà mới ấy, cần những cái hệ thống đi này mà trên các cái bảng này giống nhau thì mình sẽ đóng block lại này. Đi, tôi đặt tên là đi một, tôi để cái team ở đây chẳng hạn. Ok, tại sao phải để cái này? Khi mà nó bị lệch đi một chút thì mình còn có thể cầm mình dịch chuyển lại, bắt điểm đúng vào cái vị trí mình muốn nó dễ. Đấy, copy xuống đây, bạn thấy không, có luôn một cái hệ thống đi như thế này. Giả sử chỗ này mà nó không quá là đấy, mình có thể chỉnh sửa đi bằng cách nào? Tôi chỉnh sửa bằng chọn cái khung đi này, cái block này, chọn edit block template này. Ok, cầm cái đường đi này để chuyển ra cho nó khỏi bị vướng vào cái ban công ở đây, sau đó tắt đi, save changer, chọn ok là xong, nó cập nhật luôn lên trên này luôn. Đấy, rất là tiện. Phần dưới này tương tự, cách trình bày giống như thế này, trình bày thì theo quan điểm của từng người thôi, có thể trình bày như thế này mọi người sẽ cho rằng là nó bị chật quá. Đấy, khi mà in ra chật quá thế nào đấy là quan điểm của các bạn, tôi thấy bình thường. Trình bày nó full được tờ giấy, nhìn mọi thứ nó rõ ràng. Ở đây thì trong công cụ trong cái phần layout này, một số công cụ cần lưu ý như sau. Tôi nha, ví dụ tôi
muốn phóng to một phần bếp này nhá. Tôi chọn ra một cái, copy ra một cái bản vẽ khác. Giả sử bây giờ tôi bố chi tiết. Đấy, tôi xóa hết cái phần đi làm nhà ngay đi này. Cái đúp vào đây. Xóa đi một cái. Đấy. Ví dụ nhá. Tôi ví dụ. Cái đúp vào đây này. Mở khóa này, thay đổi tỷ lệ này, phóng to lên, ví dụ như là mình bổ chi tiết vào bếp, mặt bằng bếp ấy, mình lấy tỷ lệ 1 trên 25 chẳng hạn, đây ví dụ như thế. Hoặc chi tiết vệ sinh, tôi ví dụ tôi bổ chi tiết vệ sinh chẳng hạn, tôi lấy tỷ lệ 1 trên 20, thì trong này đang chưa có tỷ lệ 1 trên 20, để tạo ra một tỷ lệ mới làm như thế nào. Kéo hết xuống dưới này, các bạn chọn vào custom này. Nó sẽ hiện ra một cái bảng như thế này. Chọn vào add. Thì nó lại hiện ra một cái bảng nữa. Tại tôi ấn vào đây nó chưa hiện ra ngay mà nó sẽ hiện ra cái màn hình bên cạnh, bởi vì tôi đang dùng chế độ hai màn hình. Ví dụ nhá. Ở đây này, name cái dòng đầu tiên này. Name Appearing in scale list này là tên của cái tỷ lệ ở trong cái danh sách này, đặt là tên là 1.20, còn đây là để set cái tỷ lệ của nó này, 1 sẽ bằng 20, 1 phần 20 á. Ok, ok này. Click vào đây sẽ có luôn tỷ lệ 1 trên 20 này. Đấy, ví dụ nhà vệ sinh tôi khóa lại. Tại sao tôi chọn tỷ lệ 1 trên 20? Bởi vì khi mà tôi ước lượng cái tỷ lệ nhà vệ sinh này, cái nhà vệ sinh này trên cái khung tờ giấy như thế này, tôi quyết định nhà vệ sinh nó sẽ chiếm bằng 1/4 tờ giấy, ví dụ thế, thì tôi thấy cái tỷ lệ 1/50 khá là phù hợp, ví dụ thế này. Đấy. Ví dụ đây là mặt bằng, vị trí này là mặt bằng này. Đấy, còn các vị trí bên này và dưới này là mặt đứng, đứng nhà vệ sinh ốp lát gạch như thế nào đấy, thì các bạn có thể bổ luôn cái nhà vệ sinh. Tôi giả sử cái mặt đứng nhà vệ sinh nó ở đây, nó là cái này chẳng hạn nha, ví dụ vẽ nhanh đây, ví dụ là tôi vẽ ví dụ thôi. Đây là mặt đường, một cái mặt đường nhà vệ sinh này. Đây một cái khác, ví dụ mặt đường này và mặt đường này nhá. Nó chỉ khác nhau về kích thước thôi. Đấy, ví dụ như vậy. Ví dụ đây là hai mặt đứng nhà vệ sinh, hoàn toàn tôi có thể xử lý luôn ở đây, mở khóa ra này, tìm đến nhà một cái mặt đứng, chọn đúng tỷ lệ 1/20 đấy. Đấy, ví dụ như tỷ lệ 1/20 này là chưa phù hợp, bởi vì như vậy nó sẽ bị chiếm hết cái diện tích của tờ giấy. Chọn 1/25 có lẽ là phù hợp hơn, cái này cũng vậy, 1/25 lại, tức là mọi thứ nó phải cân đối với nhau. Đây, ví dụ như vậy, một cái mặt đường khác, đấy, hoặc như thế này, tùy từng cách trình bày của mỗi người.
Đấy là cái lệnh để thay đổi cái tỷ lệ và để tạo ra một tỷ lệ bản vẽ, lệnh khóa này. Ở đây thì muốn tạo ra một cái layout mới, mọi người kích vào đây. Đấy thì nó sẽ ra một cái layout mới như thế này. Hoặc muốn copy từ bên này sang, từ cái layout đã tạo ra rồi. Chuột phải vào đây này. Chọn Move up copy. Sau đó chọn Create a copy này. Chọn layout mặt bằng này. Ok này. Thì sẽ tạo ra một layout là lại mặt bằng 2 này. Cầm cái này kéo ra phía sau. Và chuột phải chọn rename để đổi tên, ví dụ như là mặt đứng chẳng hạn. Mặt đứng. Đấy. Giả sử như vậy để các bạn trình bày cái phần mặt đứng bên này. Với mặt bằng này khi mà tạo ra tôi có thể trình bày nhiều cái mặt bằng trên cùng một layout này. Tuy nhiên thì không nên trình bày quá nhiều vì trình bày quá nhiều sẽ rất là nặng. Và nếu các bạn trình bày mỗi một cái layout này là một mặt bằng thì sau này nó sẽ thuận tiện cho việc in ấn. Cái này tôi sẽ có một video hướng dẫn về in hàng loạt, in rất nhiều các layout cùng một lúc. Đấy, cùng một lúc có thể in được nhiều layout. Đặt máy tự động nó in, không cần phải phải khoanh từng cái một như bên layout model. Model mà muốn in thì các bạn một là phải khoanh từng cái, hai là phải dùng lib. Còn layout thì có cách của nó sẽ rất là nhanh. Ví dụ đây là tầng 1, tầng 2 này, tầng 3, tầng 4 tôi làm tương tự nhé. Tầng 3, tầng 4 tôi sẽ làm như sau. Copy ra này, xong vào đây mình sẽ chỉnh sửa trong này. Bây giờ nhá, khi mà tôi mở khóa ra này, tôi muốn di chuyển xuống dưới tôi sẽ ấn nút Pan đúng không? Kéo lên trên nhưng mà kéo nó đồng thời, mình sẽ giữ cái phím Shift đấy, để cho nó thẳng hàng. Vừa rồi đây là tầng 1 này chẳng hạn này. Tầng 1 là tôi lướt qua, đây là tầng 2 này. Và đây là tầng 3 này. Đó. Đến vị trí này tương đối tôi chọn khóa lại. Sau đó zoom lên này. Thoát ra khỏi cái layout này, cái mer view này bằng lệnh PS. Chọn cái khung MV này. Move. Bắt điểm lên đây. Đấy. Nó không tốn nhiều công đúng không? Cái này tương tự này. Thì cái này ưu điểm là gì? Mình được luôn cái hệ thống dim và trục có sẵn ở đây luôn này. Mình chỉ việc chỉnh sửa và ghi chú lại, dim lại cái nội dung thông tin bên trong này thôi. Sẽ rất là nhanh. Cái này tương tự. Mà khóa ra này. Kéo lên và giữ shift này. Đấy, lên được. Đây là tầng tầng 4 luôn. Khóa lại. Kiểm tra lại xem có đúng không nhá. 1, 2, 3, 4 này. Đấy, nó chỉ có 4 tầng. Và một cái tầng tuông trên này. Thì cái nhà này là nhà cải tạo. Trên này nó chỉ là cái mái thôi, không có gì cả. Cho nên tôi cũng không cần phải trình bày lại cái tầng trên này làm gì cả. Trình bày đến đây là quá đủ rồi. Ok. Chỉnh lại khung MV một chút. Thế là xong. Mình sẽ lợi dụng được luôn cái hệ thống dim và trục ở đây. Không phải trình bày lại, mình chỉ việc sửa cái gì nhỉ? Sửa tên của bản vẽ này mà thôi. Mặt bằng tầng 3 này. Tầng 4 này. À, tầng 1 hoặc tầng mái gì đấy, tùy theo cách gọi. Tầng 3. Tầng 4. Ok. Đấy thì cơ bản là chỉ có vậy thôi. Tiến hành mình đim các cái này như như phần này thôi. Khi mà vẽ xong mọi người nhớ DDA.
cái phần 2, phần tiếp theo thì tức là trong một cái buổi tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn về cái cách mà một cũng là liên quan đến layout thì sử dụng cái layout kiểu này này nó sẽ có thuận lợi gì trong quá trình mà mình xử lý về phần kỹ thuật, ví dụ như là điện nước. Tôi sẽ dùng luôn cái nền này, cái nền của cái phần kiến trúc này, thì khi mà mình chỉnh sửa một nội dung nào đấy trong quá trình thi công, trong quá trình thi công thực tế này, nó sẽ phát sinh những nhiều nhiều vấn đề bởi vì nhà cải tạo mà không tránh được, cho nên là mình sẽ sửa kiến trúc, thì khi mình sửa kiến trúc nó sẽ tự động update được cái phần điện nước và những cái phần kỹ thuật khác, ví dụ như thông gió hoặc là điều hòa. Sẽ rất là tiện. Ok. Hôm nay tôi xin phép kết thúc bài học của mình tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong cái buổi học tiếp theo, trong một cái bài hướng dẫn tiếp theo. Thì các bạn hãy ủng hộ tôi bằng cách là subscribe kênh YouTube của Nama, Nama Architect này, hoặc là các bạn search năm kiến trúc Nama cũng sẽ ra này. Đấy, thì trên này cũng có rất nhiều những cái bài hướng dẫn, những bài hướng dẫn về những cái bài học khác, ví dụ như là CAD cơ bản này, hoặc là hướng dẫn về 3D Max. Những cái hướng dẫn này của tôi cũng rất là lâu rồi, thì thời gian tới tôi sẽ cập nhật thêm những hướng dẫn mới, và cũng như là những cái video khác về thi công này, về thiết kế mà các bạn thấy hay thì hãy đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.